Chân của ông là bị, chỗ này là bị làm sao đấy? Đây này, ôi ôi. Ôi nhìn ghê đấy không? Qua đây làm dùng lưới này, các con. Bị một chân này là hai chân không? Cả hai chân ạ. Cả hai chân á? Ông đưa cả hai chân như nào? Cái này thì không biết là bây giờ. Cái này là chắc là đi mua cái oxy già nhỉ? Ừ. Mua oxy già về đổ ấy. Ủa này, ngứa lắm không nhỉ? Ngứa, ngứa cả nhiều thì đâu. Thế nào, tay của Mạnh này cũng bị đây này. Ôi rồi, đây này. Tay của Mạnh là bị, chỗ này là bị làm sao đây không? Thành cái mụn này này. Hôm qua nó cứ chơi cái đất này. Có bị ngứa không? Không bị ngứa à? Chào tất cả, xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Cô bác thân mến, hôm nay cháu Lực lại tiếp tục đi xuống cái nhà của hai ông cháu của bác ạ. Hôm nay cháu Lực đi xuống đi xem là hôm qua thì mấy anh em thợ có nói với cháu Lực là thiết kế cái chỗ mà để mà vận chuyển gạch cái cô bác từ trên này xuống. Đấy, nhưng mà theo cháu Lực cùng với lại mấy anh em thợ nói thì mấy anh em thợ sẽ không có vác xuống đây, mà mấy anh thợ là mua máy tời để mà tời từ trên kia xuống. Thì cháu Lực xuống đến đây để mà xem mấy anh em thợ thì đã làm chưa. Thì có lẽ là do là thời tiết hôm nay là vẫn còn mưa các bác, thành ra là mấy anh em thợ là chưa có thể xuống được. Đấy, Mạnh thì thấy là một mình đang ở nhà thôi, không biết là ông đã đi đâu rồi. Nếu mà tời gạch cô bác này sẽ tời từ tít cái chỗ mà có mấy cái bao gạch để trên cô bác này, từ trên kia là đi xuống đây luôn. Có một mình Mạnh ở nhà thôi à? Ra đây, ra đây, ra đây, ra đây, chú xem nào. Buộc gì đây? À, ra đây, ra đây. Có một mình Mạnh ở nhà thôi à? Ông đi đâu rồi? Ông của Mạnh đi đâu? Đi kia à? Đi lấy cỏ hay là đi lấy củi? Thì lấy cỏ à? Thế bây giờ Mạnh khoanh tay chào các bà đi. Con chào các bà. Thế ông đi lâu chưa? Hả? Đi lâu rồi. Ông đi lâu rồi à? Ừ. Thế là một mình Mạnh ở nhà thôi à? Ừ. Chắc là mưa là ông không cho Mạnh là để mà đi theo các bác. Ở dưới kia thì có suối rất là to. Nhớ là mưa như này đừng có đi ra suối nhá. Ừ. Biết chưa? Ông đi ra suối lấy cỏ hay là đi đâu? Đi đâu? Chỉ cho chú xem nào. Ở dưới kia? Đâu? Có lẽ là ông đi tít ra xuống bên kia để mà lấy cỏ các bác ạ. À. Đi xuống chỗ ông xem một chút này. Ông lọ thì cái dây này các bác này. Cái dây này là cái dây để mà hướng cửa của ông đi là sẽ sau này sẽ đi. Ông nhà của ông thì không làm được thẳng gọi là để cái cửa nó ra bên này các bác. Cái cửa phải chách chách qua một chút. Cái quả gì đây? Đừng có bẻ. Đừng có bẻ. Kệ nó, kệ nó, kệ nó, kệ nó, kệ nó. Đi ra bên này đi, đi ra đường này, đi đi. Ra đường của mấy em thợ lấy gạch kìa. Tức là ở nhà là khác đẩy xe rùa này, xong là dùng xẻng xúc đất xúc cát này thôi. Bây giờ là cái thời tiết ảnh hưởng thì sẽ dẫn đến là cái công việc làm nhà nó sẽ chậm hơn một chút các bác. Nào từ từ thôi, từ từ thôi. Nào từ từ thôi. Sau cái thời gian mà ông nuôi bé Mạnh lớn lên thì bây giờ bé Mạnh cũng đã gọi là tự biết đi này, xong là tự tung tăng để mà đi được rồi. Đấy, nhưng mà cháu Lực cũng có nói chuyện với ông các bác là lúc mà Mạnh còn nhỏ đấy thì là ông đi làm những công việc gì các bác đấy, những công việc này các bác đi lấy cỏ hay là đi lấy củi là toàn lấy điệu đi thôi. Ông thì vợ ông mất thì cũng còn khá là sớm. Ông không có đi thêm bước nữa. Hồi qua ở dưới này sao ấy? Hả? Nào, đây chú cống đi nào. Đây đây đây. Đây đây. Đây đây. Đấy, suối to chưa đây này. Thế là có ai đang tắm ở dưới kia sao đâu các bác ạ? À.
Ây à, tắm à hả? cái chuông tắm à? Ôi. Sâu không? Hả? Có sâu không? Nước có sâu không? Thằng bé ngồi xuống. Thằng bé ngồi xuống. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Đừng có đứng dậy nhá. Ở đây có hai anh em ra bên này tắm này, cô bác này. Có dám đi vào đây không mày? Không dám à? Mưa này đừng có ra đây nhá. Trôi đi đấy. Đấy đấy, ôi ai à, không mặc quần cơ. Anh nhìn lớn cái thì còn mặc quần một tí. Thôi tắm thế thôi, được rồi, đi về thôi. Thì lú về đấy. Không sợ lú à? Tắm thế thôi, đi về được rồi. Không à, tí nước mưa về là cuốn bay đi đấy. Ông mày lấy cỏ ở đâu? Ở bên kia à? Đi ra đường này đi xem nào. Đi đường nào? Đi đi đường kia à? Mày bảo là đi đường trên này các bác ạ. Mày thì hay thích trêu em quay phim ấy. Đi đường nào ấy? Đường này à? Phải không? Cái thửa này là thửa ông để mà gieo giống mạ các bác ạ. Ông mày lấy cỏ từ đâu? Thấy đâu? Đâu kia là đâu? Xem nào. Mày có tự đi được không? Không tự đi được á? Cho tự đi được. Đâu? Đi được nào? Hả? Biết là ông ở kia rồi để đi xem nào. Lúa đây có phải lúa nhà mày không? Phải à? Ông ở dưới kia kìa. À, ông cắt cỏ tận dưới kia cô bác ạ. Vậy à? Con gì đấy? Hả? Con chó là mày này. Phải là chó mày không? Ông mà ra tận khe suối này để mà lấy cỏ các bác à. Hẳn nào mới không cho mấy mạnh đi cùng. Sợ rằng là lơ là đấy là mạnh là nhảy đi qua suối luôn. Ôi trời. Ôi à, đứng đây nè. Ông ơi, lấy cỏ lâu chưa? Lâu rồi à? Mày cứ chỉ ông bảo là ở bên này xong rồi bên này. Ông không cắt cái cỏ cỏ voi kia à? Ôi trên kia có búi cỏ voi có phải ở nhà ông không? Cái kia là ở suối nha.
Cái này là ngọt ngọt đúng không cái này? Cái này là ho hồi các bác ạ. Cái này là cây của ho hồi này. Ăn nó rất ngọt. Cái này có phải của ông trồng không? Đây có phải của ông trồng không? Không lên thôi. Không lên à? Đấy, ông ơi, gửi một lời chào tới các bác không? Chào các em các chị nhá. Cái này thì để hay là mình nó có hoa lên các bác để vào gia vị này. Cái này để mà chứa đậu hũ cũng được các bác. Ra đây mày, ra đây, đứng đây này. Mày đây à mày? Ra đây. Ra đây, ông lấy cỏ vứt đi xuống kia này. Thằng nào ông ấy không cho đi tiêu cuối à? Đó, một tử gái à? Thế là ra đây nhìn suối sao ấy? Suối thì suối lắm mà. Có dám đi xuống kia không? Hả? À? Không dám đi à? Đừng có đi nhá. Đi là trôi luôn đấy. Đi lên trên đi. Không biết là nhắn cây này làm gì đây? Chính nó đấy ăn nhầm. Ăn như nào? Ăn cho lúc không ngon đấy. Cái này ăn ngọt ngọt đấy không nhỉ? Vâng. Không ăn được đâu, vứt luôn đấy. Dưới đây thì suối bây giờ hiện tại đang chảy rất là to được các bác này. Ở đầu nguồn kia thì làm mưa to quá. Cô lấy cỏ dầm quá, con chưa về ăn khóc lô này. Chỗ này không? Vâng. Dầm quá là chỗ nó về ăn hết cái bông của nó không nhỉ? Vâng. Lên trên đi mày, lên trên đi. Lên trên. Đấy, phải nói là ông thì là một người mà rất là chăm chỉ các bác ạ. Ở nhà thì hầu như là không có cái gì là của riêng cả. Ngoài mấy con lợn ra, còn con trâu thì ông đi nuôi nhờ người khác thôi, là mỗi người một nửa. May mắn là được, may mắn là khi mà chúng tôi chia sẻ lên ấy, được các bác giúp đỡ hai ông cháu thì đến thời điểm hai ông cháu cũng
Sáp có một cái ngôi nhà mà chưa từng dám nghĩ và chưa từng dám mơ ước cả. Nếu như ông mà lên trên đường lớn để mua được một ngôi nhà của bác thì là buổi tối là chỉ có ngủ ở đấy thôi, chỉ ngủ ở đấy được thôi. Còn xuống này thì còn có trâu này, có lợn này, có gà này. Đi làm những công việc thì cũng đi xa nên là ông cũng rất là bất tiện. Ông chỉ cầm theo một cái liềm thôi cho nên là ông cắt được bao nhiêu cỏ đấy thì sẽ ông là gom cỏ lại thôi. Mấy cái đấy là làm gì đấy mày? Để ăn á? Thế hái về đấy, hái nhiều nhiều đấy thế. Đứng ở đây đợi ông nhá, để ông lấy cỏ nhá. Được chưa? Rồi vâng, vâng đứng ở đây nhá, đừng có đi xuống cuối nhá. Thì nó trôi đi ấy, thì trôi đi ấy. Nhá. Trôi đi là không nhìn thấy mạnh đâu luôn. Có cái gì cấm? Cô kia có phải của nhà ông không? Hả? À. Cô kia có phải nhà ông không? Để á? Có. Có. Thế không, hai cháu mình đi vào dưới đấy cắt đi. Dưới đây cháu hộ ông cắt một tí nào. Ông gom cỏ nhá. Ông là ủa cây này là mỗi người cắt ra một chút của bác. Ruộng này là cũng là ruộng nhà ông à? Vâng. Sao ông không đi chặt cái cây này đi không? Lấy dao mày chặt cây này. Mày lấy dao để chặt được. Chỗ này là của nhà ông à? Vâng. Thế ông cứ sửa đấy đi nhá, cháu ông cắt cho. Cháu mình thì người ở, cũng chưa ở trên vùng cao đâu các bác. Những việc này thì cháu lạ lắm, cháu mất bao nhiêu cả. Hầu như là hồi nhỏ là đi lấy cỏ với lấy củi như này là rất là nhiều luôn. Mày lấy ra đây rồi.
bố trả. Đây có cái chó không em? Dạ. Cái chó à? Dạ. Nó chạy xuống đó à? Cái chó. Con đĩa thì nón trắng. Con không béo con lại. Vâng. Cái đầu nhỏ. Thấy nè. Nó mà quá hấp được to. Mấy đồ nát rồi. Cho gì em ăn được đủ mà lấy cái gì mày quả đi quả gì đây à. Cũng quả này không biết là ở trên dưới xuôi các bác gọi như thế nào, nhưng mà trên vùng cao thì ăn được, nhưng mà quả này là bị thối rồi. Hết rồi. Hết rồi. Cái số đất này của nhà ông thì thường dạng là cái đất bùn đâu nhỉ? Vâng. Cái này thì để mà trồng lúa là cũng không được mấy đâu. Trồng cỏ. Đào làm ruộng rồi xong rồi, rồi đi hết rồi. Nào đi về đâu mày? Mày có đi về không? Ra đây. Về đi. Thanh niên này là phải lấy cống đi các bác ạ. Phù chân bẩn đấy.
cắt chân ra. Cắt ra chân không? Đi đường này. Biết thế này cho mẹ ở nhà rồi. Không cho đi cùng nữa. Cho đi cùng lại vất vả ra. Cống đi cống về. Em thương kiểu này. Ném không? Còn ném không? À, chú ơi không ném đâu, bỏ đi. Chú. Bỏ đi. Chú. Đi đường nào? Đi đường này à? Nhưng mà đường này có cái cây... Dầm cây cỏ này nhiều lắm, có bác ngứa lắm cây này. Ừ, mày ơi, biết thế là cho mày ở nhà rồi. Không cho mày đi nữa. Chuyện nào? Tự đi được chưa? Hả? À, bây giờ mày tự đi được chưa? Được chưa? Được hay không? Nói. Có được không? Ui, ui. Con này muốn tỏ ra nè. Thế gì nó? Đây có một con à, một à, tổ ông à, nhỏ nhỏ ông ạ. À. Ông ở thật nha, chỗ này. Con đầu lắm ấy. Lại ông này. Lại ông ấy đốt là sưng luôn đấy. Mấy con này. Ô vào mày. Ô vào như thế. Năm sau mày học lớp mấy rồi? Năm sau lớp 1 rồi à? Thế mày có ở trong trường không? Hay là về ngủ với ông? Về với ông rồi à? Rửa không? Có rửa không? Thay rửa đi. Nó mà rửa thôi. Cho ăn luôn không? Không biết là mày lấy cái lá này làm gì đây, cho chú xem nào. Ra đây, à để ăn luôn. Cho xem nào. Đưa cho chú xem nào. Cái lá này thì là ăn vào nó ngọt cô bác ạ. Mang đi rửa cho nó sạch vào. Cho chú một lá nhá. Rồi, đi rửa nó sạch vào, đi rửa đi. Rửa lá đi. Có rửa sạch chưa? Ui. Cái lá này thì là để vào chứa ho đúng không bác ạ? Thế em mình đang cái lá mình đang rửa đấy. Nếu mà bị ho hay là bị đau cổ là dùng cái này để ngậm vào là cũng khỏi. Thế mình ăn rất là ngon này. Ăn mấy lá liên tục đấy. Được rồi, đi lên trên đi, được rồi, ngủ nước. Này cho nó ăn hết luôn không? Có lấy thêm không? À. Có lấy thêm không? Được rồi, xin ăn hết cho. Được rồi. Này, đi cất cho ông. Mang đi cất. Này. Ừ. Cất đi. Các bác thì là đi qua được này. Đi thôi, Tài.
Cái đấy. Quốc làn bóc bóc tổ hà nào. Nó mà nó. Nó ở đây phần long. Long. Bác bố chín xóa hả? Ừ, bác chín xóa hả? Con này là nó phá cái chín. Nó chín bây giờ. Nó dân. Nó dân. Nó cây cái chín mà cái tổng càng mà nó. Mấy cái đủ ý xem mà, chứ đó. Chờ cái gì đó. Ôi, cái ý chín chín đầu thì nói như này, gì ta? Con đó nó chăm lo con gái mình đâu được phát triển chứ, con là một ngày ngơ lại, ngơ. Ôi, phải nó quay quay, phong tài ở nó xem chi à lai à, phong tài có bắn lúa không còn mi à? Phong tài nên chỉ tên ha, tên mấy, tên mấy đó, anh vài vô vài vài cài. Tứ gọt. Phải cho mà giúp phong tài vào cái đây à? Này hơi mèn nè nè. Cái con cái đây phong tài bữa đây à, ôi bữa đây à, cái này dân ẩn nổ đằng đâu nè, cái này phong tài bữa đây à, cái nước xin ngào bữa đây à, không biết lấy vải nào, không biết mận nào, lấy mận nào, có lấy dù, bây sao tao chỉ còn lo nó phải là, ta, các bác là đi nhà của bác dầm của bác là đi qua số nhà của ông Mạnh, nhà của hang 6 là đi ra bên đường kia, đấy bác cứ lên đi cướp đi Mạnh. Cất ở trong nhà chứ mày, ông không mang cất đi mai tìm không thấy đâu ông ạ. Mày thì ăn lá này ăn nhiều lắm rồi đấy. Chân của ông là bị chỗ này là bị làm sao đấy, bên này rồi. Ôi nhìn ghê đấy, ông qua đây làm dùng lưới này các con bị một chân này là hai chân không? Cả hai chân ạ. Cả hai chân á? Ông đưa cả hai chân như nào? Cái này thì không biết là bây giờ... Cái này là chắc là đi mua cái oxy già nhỉ? Ừ. Mua oxy già về đổ ấy. Ủa này, ngứa lắm không nhỉ? Ngứa, ngứa cả nhiều thì đâu. Em sợ nữa. Đêm đi ngủ có được không ông? Đêm nay mà ngủ không được ạ. Ồ, bị... Nó cứ... Nhạc máu ở trong nó chảy trực trực đi. Ồ. Bây giờ nó chảy mình đi... nhắm cái nước dưới này không được. Cái này là ông còn ủng không ấy, ông còn đâu ủng không đấy, ông nọ mua xuống cho ông còn không? Đây ủng thôi, rách ạ. Rách rồi á? Thế ông không bảo cháu để đến sau cháu mua xuống cho ông đây ủng để đeo. Chứ mùa này là... Mùa này đi ủng rồi, ủng rách rồi. Mùa này là mùa mưa là ông đi vào những cái chỗ mà cái cỏ hay là cái gì nó bị phân hủy đấy. Và nó bị ăn vào chân này. Đúng rồi. Có lá cây nó thối nhiều lắm. Vâng. Mình đi vào nó cái con cái gì cắn chỗ. Nhớ lắm rồi. Vậy ông thì phải nói là không hề nghỉ ngơi một chút nào các bác ạ. Đi làm mà liên tục đến nỗi mà chân mà bị cái con gì kia, hình như là con nó bị là như kiểu bị nước ăn chân hả các bác? Không biết là có phải là nước ăn chân không? Như kiểu thổ dạng là bị nước ăn chân đấy các bác. Cái này thì để mai cho xuống là không biết là cái này bôi vào phần linh không? Phần linh có bôi rồi. Bôi à? Cái loại dầu gió cái bôi được không? Dầu gió bôi nó đâu lắm. Dầu gió bôi đâu á? Ừ. Đâu nó ngứa bôi vào nó mới thế này. À. Thì chắc là nó mạnh quá rồi ông là cái đấy bôi nữa. Vâng. Nó mạnh quá. Bôi xong là nó nóng nóng thì đâu. Ừ. Sao nó khắc chảy nước. Đúng rồi, cái này là nó bị thành cái mụn mụn này. Ừ. Thế là tay của mạnh này cũng bị đây này. Ôi giời, đây này. Tay của mạnh là bị chỗ này là bị làm sao đây ông? Thành cái mụn này. Qua nó cứ chơi cái đất này. Có bị ngứa không? Không bị ngứa à? Thì nuôi mà, ăn ít đi. Ăn ít thôi. Nhiều tí con dươn nó chết. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc
những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Cái này là mai đi mua, mai cho xuống thì cháu mua cái loại oxy già màu xanh kia ông ạ. Cái loại đấy là hình như là loại oxy già đấy, nếu mà bị ăn chân thì trước cháu cũng hay bị, cháu bôi mà bôi cũng khỏi, nhưng mà bôi cái đầu là nó bị rát lắm đấy. Đấy, bị rát lắm đấy. Nhìn chân ông này có biết sợ không? Hả? Có sợ không? Nhưng mà đây cái gì lâu lâu nó khô hết nó mới khỏi. Không ăn nữa cái này, không ăn nữa, chắc cây. Ăn nhiều nó ngọt, nó cay các bác này, không ăn nữa. Hái về mấy cây ăn toàn lá này, vứt đi không ăn nữa. Đấy, thời điểm hiện tại thì là vẫn còn mưa, vẫn còn đang tiếp tục là diễn ra đấy các bác, cho nên là mưa vẫn còn kéo dài, cho nên là chưa có để mà vận chuyển được ra gạch nữa. Hay có lẽ là cái cuộc phim này thì cũng khá là dài rồi. Xin được chia sẻ đây các bác. Hôm nay đi xuống thì đáng nghe ra là cùng mấy anh thợ để mà làm cái tờ các bác, nhưng mà do là mưa quá mấy anh thợ lại hoãn lại thêm một chút nữa. Với lại hôm nay là ngày rằm, ngày rằm của nhà mấy anh thợ ấy, thì là mấy anh cũng không qua được. Chắc là để nếu mà thời tiết mà không có mưa mà nó cũng nắng như này này thì mấy anh thợ sẽ vào và làm cái tờ trước, tờ trên kia xuống. Để cho được xin được chia sẻ đây các bác, và rất là mong các bác sẽ thông cảm của bác nhé. Và hẹn gặp lại ông bà của tôi chị ở sân theo trên kênh bạn em. Xin chào các bác. Chào các anh các chị nhá. Nào Mạnh ra đây nào. Chào con Khuynh, đây là các ông bà nào. Chào chào các ông các bà. Rồi.